Từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 11, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia năm 15 tổ chức kiểm tra kết quả dữ liệu kết luận địa bàn, sản phẩm bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, các tỉnh, thành phố thuộc quân khu 9. Quá trình kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận nỗ lực của các địa phương trong công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, triển khai thực hiện khẩn trương nghiêm túc, đảm bảo đúng tiến độ. Kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ theo phân cấp, nắm được khó khăn vướng mắc tại các địa phương, đoàn công tác đề nghị địa phương hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Năm 2023 tiếp tục rà soát, xác minh, đối chiếu thông tin, làm các công tác kết luận địa bàn. Dịp này, đại diện Ban Chỉ đạo năm 15 tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Ban Chỉ đạo năm 15 quân khu 9 và đại diện Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia năm 15 tiến hành giao nhận sản phẩm bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 1.